Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay thì mình đi đến cửa hàng xe máy Yamaha Sài Gòn 2 ở đường Cách Mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mình cập nhật giá tất cả các dòng xe Yamaha của tháng 8 này cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi thì con cũng quen thuộc là bạn Sơn. Bạn Sơn cũng hỗ trợ mình trong cái vấn đề giá và trả góp. Rồi Sơn có đôi lời chào khán giả. Dạ chào tất cả các bạn đang xem kênh Mekong Today. Thì hôm nay mình sẽ đi một vòng giá xe của tháng 8 cập nhật cho các bạn để các bạn nắm tất cả các dòng xe Yamaha. Rồi giờ mình đầu tiên thì mình đi từ bên đây qua rồi gặp chiếc nào chỉ chiếc đó luôn ha. Dạ. Rồi cũng được. Đầu tiên là chiếc Janus. Janus. Dạ, Janus thì phiên bản tiêu chuẩn. Giá hiện tại của phiên bản này thì 29 triệu đồng. 29 triệu. Dạ, có chương trình trả góp gì, lãi suất gì không em? Dạ, dòng Janus thì hiện tại thì được hỗ trợ tiền giấy tờ luôn á các bạn. Là ra dây bản số luôn hả? Dạ đúng rồi. Các bạn mua xe thì giá là 29 triệu là có bản số. Dạ đúng rồi. Xong luôn, không có còn thêm gì nữa ha. Dạ. Rồi là còn cái chiếc cao hơn. Dạ, chiếc cao hơn thì của cái bản Janus nè. Janus thì nó có phiên bản giới hạn thì màu trắng xanh thì giá nó cao hơn, nó 33 triệu 500, là vẫn tặng giấy tờ luôn phải không? Dạ, dòng này cũng được hỗ trợ tiền giấy tờ cho các bạn luôn. Đây, ra biển số cho các bạn chạy luôn. Rồi vậy là nhiêu đó là không có cái gì nữa ha. Còn dạ, trả góp thì trả trước nhiêu phần trăm? Dạ, trả góp thì tùy theo các bạn, do trả trước 0% hoặc là 10% 20%. 0% được hả? Dạ, 0% vẫn được luôn. Chiếc bên em nó hỗ trợ được luôn ha. Dạ. Rồi 0% thì thủ tục đơn giản luôn. Dạ, thủ tục thì các bạn cần hộ khẩu, chứng minh bản gốc với lại hóa đơn điện hoặc hóa đơn nước. Rồi, internet. 0% là có miễn cái tiền giấy tờ không? Dạ thì nó cũng được hưởng miễn tiền giấy tờ. Vậy là có nghĩa là bây giờ là không có đồng nào lại lấy xe chạy luôn hả? Dạ đúng rồi. À vậy là chiếc Janus này thôi phải không? Dạ Janus, dòng Janus. Còn chiếc nào nữa không? Còn dòng nào nữa không? Dạ thì dòng Janus thôi, còn chút xíu nữa tất cả các dòng khác thì nó có chương trình riêng hết. À rồi, vậy là dạ, chương trình của Janus là nó vậy, là giờ không có bỏ một đồng nào, coi như là đổ xăng đầy bình xăng là chạy về lấy về chạy luôn ha. Dạ. Sáng rồi, đem hỗ trợ cho mình chạy luôn. Rồi chương trình mới anh chị em, đặc biệt là các chị em nha. Cái này rồi tới bên đây đi, qua dạ, Grande. Dạ qua Grande. Grande thì phiên bản 2019, màu này các bạn là màu hạt kỷ niệm 20 năm, màu mới nhất luôn á. Rồi. Này có chương trình gì đặc biệt không em? Dòng này thì hiện tại thì chương trình nó qua rồi. Bây giờ chương trình mới thì chưa có chương trình mới. Rồi vậy là bình thường ha. Dạ bình thường. Mà nó có mấy phiên bản, mấy loại giá em báo luôn cho anh chị em. Dạ thì phiên bản chìa khóa thường thì nó 45 triệu 900, 45 triệu 500, còn phiên bản chìa khóa thông minh thì nó 49 triệu 500. Rồi. Còn dòng phiên bản kỷ niệm 20 năm này, phiên bản giới hạn thì nó giá là 49 triệu 900 ngàn đồng. Rồi đây nè, 42 triệu nè, là đời cũ hả? Dạ đời 2018. Cái này đời trước 2019. Là không có cái động cơ mới đó ha. Dạ đúng rồi, động cơ cũ đó, 125 phân khối, kiểu cũ. Đó, động cơ kiểu mới nè, nó bự con hơn ha. Dạ nó thiết kế kiểu dáng nó hầm hố à. Hầm hố với lại nó phong mang phong cách châu Âu hơn. Rồi, Grande, Grande dòng cũng 2018, giá nó 44 triệu thì nó có thêm cái remote tìm xe. Remote tìm xe. Dạ. Rồi bản 20, em nhắc lại 2018 với 2019 luôn đi. Cái này nó hơi nhiều dòng quá, giờ nhắc 2018 trước đi. Dạ 2018 thì dòng các bạn là 42. Thấp nhất là 42, còn cao hơn xíu là 44. 44. Dạ. Còn tới 2019 là thấp nhất là nhiêu? Thấp nhất là 45 triệu 500. 45 triệu 500. Còn cao hơn là chìa khóa thông minh á là 49 triệu 500 ngàn đồng. 49 triệu 500 ngàn đồng. Còn có cái bản giới hạn, bản kỷ niệm 20 năm này thì nó giá 49 triệu 900. Là mắc hơn 500 nữa. Dạ đúng rồi, tại màu này màu đặc biệt. Rồi giờ mình qua tới con xanh xanh trong đó đi. Dạ. Những dòng xe tay ga luôn. Dạ, dòng xe tay ga là Acluso. Acluso. Đây, Acluso. Acluso đây giá đang cũng được hỗ trợ luôn, giá bán hiện tại là 33 triệu 500 ngàn đồng. Tặng phí chiếc bà biển số hả? Dạ, dòng này thì đã hỗ trợ rồi hết rồi, là nó giảm vô giá xe cho mình luôn rồi đó.
Rồi quà tặng của cửa hàng này vẫn nón bảo hiểm bình thường hả em? Dạ, quà tặng thì nhận được 5 phần quà nha các bạn. Thì các bạn liên hệ bên đại lý thì đại lý sẽ tư vấn cụ thể cho mình. À, như ba ga áo mưa gì đó. Dạ. Rồi đây là Acuvio nha anh chị em. Đó. Có phiên bản 1 hả em? Dạ đúng rồi, có phiên bản và cái chìa khóa nó có tích hợp cái remote tìm xe. Remote tìm xe thôi. 33 năm. Rồi cái phí biển số là khoảng nhiêu đó em? Dạ biển số thì ở thành phố Cần Thơ thì mình trước bạ nhân 5% giá xe. Rồi. Biển số 400.000. Rồi. Còn cái ở dưới huyện thì 2% giá xe với lại biển số 100. À, dạ. Thì các bạn nhân ra thì ở thành phố thì nó khoảng trước bạ nó khoảng 1.8 triệu đó. 8 ha. Rồi dạ. Đây có mấy cái phụ tùng sẵn lướt ngang luôn nè. Dạ. Như đây có đầy đủ ha. Dạ phụ tùng chính hiệu của Yamaha luôn. Đó. Bạn nào có gì á thì mua hàng thay nè. Dạ có giá cụ thể luôn cho mình. Novo đây. Giá chính hãng luôn, Novo 4, Novo LS. Cái đồng hồ đó như vậy. Không có giá hả? Đồng hồ đó chưa có cập nhật. Bên phụ tùng, bên phụ tùng. Đây. Đó. Đầu đèn Sirius. Phụ tùng luôn nha. Đó, có lọc gió luôn đó mấy bạn. Bốn đĩa rồi nè. Đó. Rồi, sẵn rồi mình tiếp qua cái dòng NVX. À, NVX luôn ạ. NVX màu xanh bản cao cấp nhất đây ha. Dạ đúng rồi, 155 phân khối. Nó có cái phuộc xanh bình dầu trợ lực. Phuộc bình dầu trợ lực. Mâm màu xanh. Cái này mới ra hả? Dạ dòng này cũng ra 2019 cũng mới ra màu mới. Cái dạ. Mâm xanh à, ở sau màu xanh thôi. Dạ, trước trước thì màu đen. Rồi. Mới nhất ha. Dạ. Rồi giá sao em ơi? Dạ giá hiện tại là 54 triệu đồng. Có chương trình khuyến mãi gì 0% dạ. Gì không? Cái dòng này thì không có hỗ trợ lãi suất 0% nhưng mà được hỗ trợ phí làm giấy tờ cho các bạn 1 triệu đồng trừ thẳng giá xe luôn. Trừ thẳng giá xe. Dạ. ABS đây nha. Dạ tháng trước đĩa ABS. Rồi còn cái bảng thấp hơn thường. Dạ dòng NVX thì 155 thì đồng giá luôn nha các bạn, chỉ có dòng 125 thì phân khối thì nó rẻ hơn. Rồi. Dạ màu xanh á. Màu xanh là 125. Dạ đúng rồi. Thường. Dạ phục thường. Không có ABS. Không có ABS. Rồi nãy như dạ giá hiện tại là 41 triệu đồng. 41 thì dòng NVX 125 là vẫn được hỗ trợ tiền giấy tờ cho các bạn 1 triệu đồng luôn, trừ thẳng vô giá xe. Là còn bút là còn 40 triệu, 40 triệu chẳng luôn. 40 dạ. Triệu chẳng luôn. Rồi. Figo. Là Figo S. Dòng này cũng được mới ra mắt cách đây cũng khoảng vài tháng. Figo S này thì cũng có trang bị chìa khóa thông minh với lại thắng đĩa trước ABS. Rồi. Rồi chiếc này cái bản S này là nhiêu? Dạ chiếc này thì hiện tại giá là 39 triệu 900 ngàn đồng. 39 triệu 900 ngàn đồng. Dạ dòng này thì hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ phí biển số nha. Phí biển số là 400 ngàn đó hả? Dạ ở thành phố thì 400 ngàn. Còn như ở tuyến huyện thì nó biển số thì nó rẻ hơn. Thì em cũng hỗ trợ luôn. Là trừ giá tiền hay? Dạ trừ vô giá xe cho mình. Cho các bạn chứ dễ. Không phải trừ một mức một là ở thành phố không hả? Dạ tùy theo, tại vì ở thành phố biển số mình nó mắc hơn. Dạ. À, như là mắc thì trừ mắc, còn rẻ dạ, trừ rẻ dạ, đúng không? Đúng rồi, nó áp dụng cho mình biển số xe chứ áp. Không phải là 400 hết. Dạ. Nếu 400 hết thì mình ở huyện mình lợi hơn. Dạ. Rồi hết, còn bản thường. Bản thường phía trước là mình đi một vòng ra phía trước luôn ạ. À. Rồi. Đây bản thường. Đây bản thường màu trắng xanh luôn các bạn ơi. Trắng xanh, cảng xanh rồi nha. Cảng xanh. Cảng xanh. Trắng. Dòng này thì sử dụng chìa khóa thường, thắng đĩa trước thắng thường luôn. Thì giá nó thấp hơn, nó có 33 triệu 900 ngàn đồng mà. Dòng này thì cũng được hỗ trợ biển số luôn nha các bạn. À, tặng tiền biển số. Dạ. Rồi, thằng này thì không có ABS ha. Dạ, không có ABS. Rồi tới tay ga thì còn
Còn dòng Latte, Latte là dòng xe mới ra mắt luôn các bạn ơi. Latte. Đây nó có màu trắng ngọc trai rất là đẹp. Mẫu này thì hiện tại bán rất là chạy. Rất là chạy đây. Dạ. Giá thì hiện tại nó có 37 triệu 500 ngàn đồng. 37 triệu 500 ngàn đồng. Rồi chương trình có gì không em? À, dòng này thì bên em cũng hỗ trợ phí biển số cho các bạn luôn. Rồi hiện tại có mấy màu? Dạ hiện tại thì nó có 3 màu, màu đen nhám, màu trắng ngọc trai với màu đỏ. Màu đỏ hiện dạ. Tại thì cửa hàng chưa có trưng bày màu đỏ. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ qua tới cái dòng xe số. Rồi dòng xe số đây, dòng xe côn tay thể thao 150 phân khối Exciter. Dòng này em có phiên bản độ màu đỏ, đỏ đen Red Bull. Rồi cái chương trình này còn chương trình hiện tại chương trình rút thăm trúng xe khủng thì hiện tại vẫn còn chạy tới ngày 21 tháng 8 nha các bạn. Các bạn tranh thủ tại vì hôm nay cũng mùng 8 tây tháng 8 rồi. Thì cơ hội trúng 100 xe TFX 150 phân khối và 20 xe G3. Rồi cho mấy cái dòng độ này thì giá sao em? Dòng độ này thì các bạn cứ liên hệ đến đại lý hoặc là đến đại lý xem xe hoặc là liên hệ qua số điện thoại của bên đại lý là 02923 783 979. Thì các bạn sẽ được tư vấn cụ thể hoặc là liên hệ số di động của em là 0907 288 248. Anh tên Sơn thì em sẽ tư vấn các tem độ với lại phụ kiện kèm theo xe. Thì em sẽ thông báo cho các bạn biết nắm giá hết. Rồi biết mấy chiếc tem độ nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ cái bảng mà thấp nhất của hôm nay là giá mấy? Dạ hiện tại bảng thấp nhất thì màu cam đen các bạn đang xem luôn đó. Là giá nó 46 triệu. Thì dòng Exciter hiện tại cũng đang còn chạy với chương trình là trả góp lãi suất 0%. Thì đến kéo dài đến ngày 31 tháng 8 là hết chương trình nha các bạn. Các bạn cũng nhanh tranh thủ hỗ trợ lãi suất 0% cho mình luôn. Rồi 0% sao em nói rõ rõ chút. Dạ chỉ cần các bạn trả trước 30% giá trị xe. Thì các bạn sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% cái khoản vay còn lại. Rồi. Có gì liên hệ với bạn Sơn luôn nha các bạn. Rồi cái chiếc này. Chiếc này thì phiên bản hoàng kỷ niệm của Yamaha thì phiên bản này là phiên bản bình minh. Màu xanh bạc. Rồi giá sao? Dạ giá 49 triệu 500 ngàn đồng. 49 triệu 500 ngàn đồng. Dạ, cái bên là phiên bản kỷ niệm 20 năm luôn nha các bạn. 20 năm đây. Rồi này giá sao? Dạ giá này thì nó 48 triệu 900. 48 triệu 900 là dạ. Cũng áp dụng chương trình trả góp 0% lãi dạ, suất ha. Áp dụng trả góp 0% lãi suất và cơ lãi suất và cơ hội trúng R3 R3 TFX. TFX. Dạ. Rồi đây là bản độ nha các bạn. Rồi bản trong này độ luôn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cái bản F là còn phiên bản nào nữa không? Hoàng hôn rồi tới này. Dạ phiên bản này Monster là phiên bản mắc nhất. Giá nó 50 triệu 500 ngàn nha các bạn. 50 triệu 500 ngàn. Rồi còn bản nào nữa không? Dạ còn một số màu nữa thì em để trên phía trên. À nhưng mà dạ. cái giá nó còn Dạ giá thì nó dao động trong từ 46 đến 50 triệu 500 đó. 50 triệu dạ cũng tùy theo màu. Rồi. Tới chiếc này. Dạ tới tiếp theo là dòng Jupiter GC. Thì giá các bạn cũng đang hỗ trợ các bạn là giá có 29 triệu 400 thôi. Hỗ trợ rồi đó ha. Dạ. Rồi giấy tờ thì khoảng nhiêu nữa cho à, dòng này nếu mà ở thành phố Cần Thơ thì giấy tờ nó khoảng 1 triệu 9 à. 1 triệu 9 nữa. Dạ. Là ra biển luôn ha. Dạ là ra có biển số luôn cho các bạn. Biển số luôn. Đây. Rồi. Màu này cũng giá ha. Dạ cũng một giá luôn. Rồi, màu xanh sao màu xanh? Màu xanh thì mắc hơn 500 ngàn nha các bạn. Xanh GB. Xanh dạ. GB mắc hơn 500. Rồi. Chứ hiện tại thì đại lý đang có chạy chương trình quà tặng chất nhất sinh viên á, tức nghĩa là dành cho các bạn sinh viên mới thi kỳ thi trung học phổ thông á. À. Thì các bạn thi 6 môn thì đại lý sẽ lấy điểm thi của 3 môn và thì mỗi điểm thì tương đương với 15 ngàn đồng sẽ trừ vô cho các bạn. Là tối đa là trừ được nhiêu tiền? Dạ thì tùy theo số điểm thi của các bạn á, em lấy 3 môn cao nhất sẽ trừ điểm nhân cho số điểm nhân cho số tiền 15 ngàn tương đương với 1 điểm. Ví dụ như 10 điểm là 3 môn là 30 điểm đi. 30 mà nhân cho 15 là trừ tới 450 đúng không?
Dạ thì chương trình này thì các bạn phải có điểm thi, bên em cập nhật điểm không, thi mình dạ, ví dụ dạ. Cái điểm maximum luôn. À maximum luôn. À, dạ. Là được 450.000. Dạ đúng ạ. Rồi hỗ trợ tiếp cho mấy bạn tân sinh viên nha. Tân sinh viên mới được đúng không? Dạ đúng rồi, cho mới vừa thi kỳ thi trung học phổ thông. Còn sinh viên cũ thì không được. Rồi tiếp tục. Cirrus FI phun xăng điện tử. Rồi nó có mấy phiên bản không? À hiện tại thì nó có phiên bản GC mâm đĩa. Phiên bản này phiên bản tem độ. À mấy này thì tem độ thì giá nó liên hệ phải không? Dạ giá thì liên hệ với đại lý. Phụ kiện hết thì mình không có nói giá được nha các bạn. Dạ. Lắm dạ đồ phụ kiện trang trí nhiều món thì mỗi món thì nó có cái bảng giá riêng hết. Rồi giờ em cho cái giá chuẩn của mấy dòng Cirrus đi. Dạ giá chuẩn dòng Cirrus EGC mâm đĩa thì giá nó là 23.400.000 đồng. À. Thì dòng này hiện tại thì cũng đang còn chương trình là nhận ngay 700.000 đồng tiền mặt á, các bạn mua trong thời gian này thì còn chương trình đến tháng mấy hết rồi? Đến tháng 9, 21 tháng 9. 21 tháng 9. Dạ. Rồi rồi cái mà thấp hơn của dòng FI là dạ Cirrus bình xăng con. Không FI là nó có dòng một hả? Dạ nó có câm đĩa rồi, và câm đùm. Là giá nhiêu? Câm đĩa thì nó thấp hơn, nó 21.500 à. Còn câm đùm thì nó rẻ hơn 1 triệu nữa. Nó 20.500. Thì dòng FI thì được hỗ trợ 700.000 hết. Rồi. Rồi bên đây, dòng bên đây là dòng bình xăng con. Cao nhất là nhiêu? Cao nhất là dòng EGC màu trắng đen này các bạn. Đây. 21.700. 21.700. Dạ. Con nha các bạn. Dạ mâm đĩa luôn. Mâm đĩa luôn. Rồi kế tiếp. Kế tiếp thì câm đĩa thì em có để đây, em có để cái mẫu câm đùm cho các bạn theo dõi, 19.300. Câm đùm 19.300, còn câm đĩa. Câm đĩa thì 20.300, nó mắc hơn triệu. Là trừ được 700 nữa hả? Dạ dòng câm đĩa thì không có áp dụng cái chương trình 700.000 để áp còn dụng cho dòng câm đùm. Dạ. Này thì có ha. Dạ còn có. Này vẫn còn. Dạ đây màu đỏ đen nè các bạn. Nước nước thì sao cái màu đây cho các bạn tham khảo. Đỏ đen, cam đen, cam thể thao luôn. Đỏ đen, cam thể thao. Đây mấy dòng này như chiếc xanh này hạt tại nhiêu? Dạ GB này thì giá hiện tại là 46.900. Rồi. Dạ. Đây dòng gen D 2018 luôn. À, mấy màu luôn. Da nút. Bạn tham khảo nha. Rồi mọi nhu cầu thì các bạn liên hệ với bạn Sơn, nhắc lại số điện thoại thôi Sơn. Dạ số điện thoại của em là 0907 288 248. À. Dạ. Rồi các bạn có quan tâm thì đến cửa đọc hàng cái địa chỉ cửa hàng mình. Cửa luôn. Hàng thì đến đại lý Yamaha Sài Gòn 2. Địa chỉ là 45 đường Cách mạng tháng 8, phường Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. À, gần công viên quán miền Tây á, các bạn có gì liên hệ qua mình sẽ chỉ đường cho các bạn. Rồi. Okay. Dạ, cái bản này Hoàng Hôn đúng không? Dạ đúng rồi, Hoàng Hôn, Exeter. Hoàng Hôn, Exeter. Rồi thì hôm nay cũng cập nhật cái giá xe vậy gửi đến cho các bạn cùng tham khảo. Có nhu cầu thì các bạn liên hệ cửa hàng nha. Rồi mình xin chào tạm biệt. Rồi chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào clip sau. Dạ, sẽ có thông tin mới thì gặp lại các bạn nha. Rồi, mến chào.